Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lê Văn Đen, 51 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, về tội giết người. Nạn nhân là vợ của nghi phạm. Đối tượng khai lý do sát hại là vì bực tức chuyện vợ cờ bạc dẫn đến nợ nần, phải bán tài sản. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, bị can Lê Văn Đen và vợ 48 tuổi xảy ra mâu thuẫn cự cãi, nên bị can Đen đã nhốt vợ vào phòng, đóng cửa, dùng dao đâm vợ nhiều nhát gây tử vong. Sau khi gây án, bị can đã tự tử, nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Qua làm việc, bị can Đen khai nhận do vợ cờ bạc, thiếu nợ, bán tài sản gia đình nên bực tức dẫn đến cự cãi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.